Để Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô Bà Đi Bồ Quý Giá Tát Sa Sát Thu Nô Lô Cà Nó Mạnh Thá Sá Quý Nà Khá Rô Phô Sáp Bà Nhù Bút Thóc Bà Ti Phù Tí Sành Nhá Tô Hoàng Đà Má Hành Tần Ná Ra Phù. Chân này giác thần, pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, rạc màng, vô minh, phá tan, lầm lạc dũng sinh, đầy dụng Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ pháp quang, đáng cho công chúng, nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô su gá tá sát sa quá khô sức khà su cà mô quá ra thầm bá sức khá khô niên đà bá sẵn xà đi hà nà đá rô quá rô hoành đà má hành tầng ná ra phù. Chớ này gia cần tăng bảo thinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân, các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa pháp phàm ai bị. Con xin đảnh lễ tăng hy, đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ra tà nát tế giác tê chê nát xích khà mê ê tu quá tha năng tá xà vi à nú phà quê nát xá hát xà dê nát xích chạch thúc. Cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tăng dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu ngôn 36. Quý vị nhìn lên trên màn hình ha. Câu 36. Chú đốt đa sằng, xu nít phụ năng. Chú đốt đa sằng su ni pu năng su đốt đa sằng su ni pu năng. Câu số 2. Gia thắc ca ma ni ba ti năng. Gia thắc ca ma ni ba ti năng. Gia thắc ca ma ni ba ti năng. Chúng ta ôn lại hai câu này. Chú đốt đa sẵn su ni pu năng giá thác ca ma ni ba tị năng. Chú đốt đa sẵn su ni pu năng giá thác ca ma ni ba tị năng. Chú đốt đa sẵn su ni pu năng giá thác ca ma ni ba tị năng. Câu 3, câu 4. Chích tăng rất khê tháp mê tha huy. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Và câu cuối cùng. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Ôn lại câu 3, câu 4. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bộ câu Phật ngôn 36. Chú đốt đa sằng su ni pu năng giá thắc ca ma ni ba tị năng. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng. Chú đốt đa sằng su ni pu năng giá thắc ca ma ni ba tị năng. Chích tăng rắc khê tháp mê tha huy. Chích tăng gút tăng su kha quá hằng.
Chudutdasang sunipu nang yathaka manibati nang chitang rakhe thame thavi chitang vuttang sukha vahang. Đó là cách đọc thứ nhất. Cách đọc thứ hai tương đối dễ hơn. Chudutdasang sunipu nang yathaka manibati Chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang Chududdhasang sunipunang yathaka manipa tinang Chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang. Thêm một lần nữa. Chudutdasang sunipu nang yathaka manipa tinang chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai. Chudutdasang sunipu nang yathaka manipa tinang chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang. Vậy thì có hai cái đọc. Quý vị muốn chọn các đọc nào cũng được, miễn sao trường âm, đoán âm rõ ràng ha. Rồi bây giờ tám từ thì chúng ta chia ra làm hai và đọc một lần hai câu, kể thì sao cũng được, có người giọng cao có người giọng thấp à, nhưng mà miễn sao quý vị kể mà quý vị cảm thấy rằng hoan hỷ à, quý vị kể tức là quý vị hoan hỷ thể hiện cái tấm lòng của quý vị à, ở đây không có ai khen không có ai chê về giọng kể hết. Chudutdasang sunipunang yathakama nibbati nang Chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang Chudutdasang sunipunang yathakama nibbati nang Chittang rakhe thame tha vi chittang guttang sukha vahang Chudutdasang sunipunang yathakama nibbati nang Chittang rakhe thame tha vi. Dạ, Nam mô Buddhaya. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, ngài kể cũng vừa xong rồi, ngài cũng rất mít rồi. Thôi con cũng xin trả bài cầu pháp cứu hôm nay ạ. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 36 ạ. Dạ, hôm nay đường truyền của ngài cũng không được tốt lắm. Dạ, thôi con trả bài. Chudutdasang sunipunang yathaka manipati nang chittang rakhe thame tha vi chittang tăng quốc tăng su kha quá hằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Xú đoạn âm, đuốt trường âm nhấn, đá đoạn âm, xăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm,
Xú, ní, bú là ba đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giác, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, ca, trường âm thông thường, má, ní, hai đoạn âm, ba, trường âm thông thường, tý, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su đút đa sằng su ni bu năng giác tha ca ma ni bà ti năng. Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chích, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc, trường âm nhấn, khê, trường âm thông thường, thá, đoạn âm, mê, tha, quy, tha, trường âm thông thường, chích, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú, đoạn âm, kha, trường âm thông thường, quá, đoạn âm, hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích tăng rắc khê tha mê tha quy chích tăng quýt tăng su kha quá hằng. Dạ con xin đọc lại hết bài. Su đút đa sằng su ni bu nằng giác tha ca ma ni bà ti nằng chích tăng rắc khê tha mê tha quy chích tăng quýt tăng su kha quá hằng. Su đút đa sằng su ni bu năng giác tha ca ma ni bà ti năng chích tăng rắc khê tha mê tha quy chích tăng quýt tăng su kha quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng người trí phòng hộ tâm tâm hộ an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su đút đa sanh su ni bu năng yat tha ca ma ni ba ti năng chích tăng rắc khê tha mê tha quy chích tăng ngô tăng su kha hoa hằng. Dạ, con đã đọc xong, kệ xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con xin nhường mic cho người kế tiếp. Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Một, hai, ba, bốn, năm. Cảm ơn năm quý vị đã cho tín hiệu nghe rõ. Cảm ơn Tâm Hành đã post bài. Không cần đâu. Chữ cái máy iPhone chữ nhỏ xíu đọc không được đâu. Nhưng mà cũng cảm ơn. Quý vị nghe rõ ha. Trả bài cho xong. Ở bụng quá đi ăn trước cái này. Đọc bài cho. Dạ, hôm nay con xin trả bài Kinh Pháp Cú câu số 36, tiếp thêm câu số 35. 35 này tới 36. Kinh Pháp Cú số 36. Su đú đá sằng su ni bú năng giác tha khà mani phà ti năng chích tăng rắc khề tha mê tha quỳ chích tăng rút tăng su khà quá hằng. Su đúc đa sằng su ni pu năng giác tha khà mani phà ti năng chích tăng rắc khề tha mê tha quỳ chích tăng rút tăng su khà quá hằng. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Su đoạn âm đúc trường âm nhấn đá đoạn âm sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su ní bú ba đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phân tích câu số 2, dắt trường âm nhấn, thá đoạn âm, kha trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tý đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Su đu đa sằng su ni pu năng dắt tha khà mani pha ti năng chích tăng rắc thề tha mê tha quỳ chích tăng rút tăng xuất kha quá hằng. Su đu đá sằng
Sududdhasang sunipunang yattaka manipa tinang chittang rakhe thame tha vi chittang ruttang sukha vahang. Phân tích câu số 3, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc trường âm nhắn, khê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, câu cúng cùi hay là câu cuối cùng. Chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gúc trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú đoạn âm, kha trường âm thông thường, quá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Kệ 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 kệ. Chích tăng rắc khê tha mê tha quỳ chích tăng quốc tăng xuất khà quá hằng. Su đúc đa sằng su ni pu năng giác tha khà mani pa ti năng chích tăng rắc khê tha mê tha quỳ chích tăng quốc tăng xuất khà quá hằng. Su đúc đa sằng su ni pu năng giác tha khà mani pa ti năng chích tăng rắc khê tha mê tha quỳ chích tăng quốc tăng xuất khà quá hằng. Su đu đa sằng su ni pu năng giác tha khà mani pa ti năng chích tăng rắc khê tha mê tha quỳ chích tăng quốc tăng xuất khà quá hằng. Suddhasang sunibunang yakthakamani patinang cittang rakhe tha me tha vi cittang guttang sukhavahang. Suddhasang sunibunang yakthakamani patinang cittang rakhe tha me tha vi cittang guttang sukhavahang. Suddhasang sunipunang yakthakamani patinang cittang rakhe tha me tha vi cittang guttang sukhavahang. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bữa nay ổng người ta kêu điện thoại dắt luôn rồi rớt mạng nữa, ổng là công chuyện của ổng rồi. Quý vị tự lo lấy thân đi nghe. Để ta coi phe ta ơi học đó đó, khoái nhất là Hồng Điệp Kim Nhung là vỗ tay vỗ chân quá trời luôn. Cô Mê Tà nè, Hồng Mai nữa, rồi Hoàng Thành, Hoàng Thành, Hoàng Thành gì cho bông hoa nữa, không vỗ tay vỗ chân gì hết. Không sao, có cho bông hoa, có vỗ tay vỗ chân nữa, có nhiều là được rồi, vui vẻ rồi. Cảm ơn quý vị nghe. Ồ mà quên nữa, quý vị có thấy tôi sai gì không? Ồ, quý vị thôi bây giờ không có gì hết, mời cô Hồng Thị Kim Nhung lên kế tiếp. Good luck. Dạ alo alo ạ. Dạ con kính đảnh lễ Băng Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu kệ ngôn số 36 ạ. Suddhasang sunibunang yathaka manipa tinang chit rakkhe thavi chitta sukha vahang. Suddhasang sunibunang yathaka manipa tinang chittang rakkhe tha me tha vi chittang guttang sukha vahang. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, câu 1 và câu 2. Sú là đoạn âm, đút là đá, là đoạn âm, là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ní bú là ba đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 2. Giác là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má, ní là hai đoạn âm, pa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
Sudu da sang suni bu nang yathaka mani bà tin nang. Câu 3 và câu 4 ạ. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm, thá là đoạn âm, mê, tha, huy là ba trường âm thông thường. Chít là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít tằng rắc khề tha mề thà quỳ chít tằng gút tằng su khà qua hằng. Su đu đa sằng su ni bu nằng giác tha cả ma ni bà ti nằng chít tằng rắc khề tha mề thà quỳ chít tằng gút tằng su khà qua hằng. Con xin kể ạ. Su đu đa sang su ni bu năng yat tha ka ma ni ba ti năng chit tăng rắc khê tha mê tha huy chit tăng gu tăng sang. Su đu đa sang su ni bu năng yat tha ka ma ni ba ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha huy chít tăng gu tăng su khá hoa hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng giúp kính tri ân sư. Cảm ơn tâm hạnh đã bớt bài. Xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 36. Su đút đa sang su ni phu năng yat tha ca mani pa ti năng chit tăng rắc khê tha mê tha huy chit tăng gút tăng su kha hoa hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Xú, đoạn âm, đút, trường âm nhấn, đá, đoạn âm, xăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú, ní, phú, ba đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dét, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, ca, trường âm thông thường, má, ní, hai đoạn âm, tha, trường âm thông thường, tí, đoạn âm, năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su đút đa sang su ni phu năng yat tha ca mani pa ti năng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Chít, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rắc, trường âm nhấn, khê, trường âm thông thường. Thá, đoạn âm, mê, tha, huy, ba trường âm thông thường. Chít, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gút, trường âm nhấn, tăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Xú, đoạn âm, kha, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm, hăng, trường âm theo giọng nguyên âm. Chít, tăng, rắc, khê tha mê tha huy chít tăng hút tăng su kha qua hằng. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 36. Su đút đa sang su ni phu năng yat tha ca mani pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha huy chít tăng hút tăng su kha qua hằng. Su đút đa sang su ni phu năng yat tha ca ma ni pa ti năng chit tăng rắc khê tha mê tha huy chit tăng hút tăng su kha hoa hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí
phòng hộ tâm, tâm hộ, an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 36 ạ. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang chit tang rak khe tha me tha vi chit tang vut tang su kha wa hằng. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang chit tang rak khe tha me tha vi chit tang vut tang su kha wa hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2 ạ. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang. Sú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú ní pú là ba đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Yat là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm. Pa là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con đọc lại một câu 2 và câu 3, câu 4 con phân tích ạ. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pa ti nang. Câu 3, câu 4. Chit tang rak khe tha me tha vi chit tang gut tang su kha wa hằng. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê tha quy là ba trường âm thông thường. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại cả bài. Su đút da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang chit tang rak khe tha me tha vi chit tang gut tang su kha wa hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay của người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con xin kể. Sudutta sang sunipunang yathakamani patinang chitang rakhe tha me tha vi chitang gutang sukha wa hằng. Dạ, con đã đọc và kệ xong, con có sai, con xin ngài và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Con xin xuống mic, con xin mời vị kế tiếp ạ. Máy con không nhìn. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Đức Chư Tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 36 phẩm tâm. Su đức đa sang su ni pu nang yat tha ca ma ni pa ti nang chit tăng rắc khe tha me tha vi chit tăng rút tăng su kha wa hằng. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang chit tang rak khe tha me tha vi chit tang gut tang sukha wa hằng. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sudut da sang sunipu nang yattha ka mani pati nang. Sú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú ní pú ba đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, tí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su đút đa sang su ni pú năng giáp tha ca ma ni pa ti năng. Con xin đọc phân tích, đọc và phân tích câu 3 và câu 4. Chít tăng rắc khe tha mê tha vi chít tăng gút tăng su kha hoa hằng. Chít là trường âm nhấn,
Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Rắc trường âm nhấn, Khê trường âm thông thường, Thá đoạn âm, Mê, Tha, Quy ba trường âm thông thường, Chít trường âm nhấn, Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Vút trường âm nhấn, Tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Xú đoạn âm, Tha trường âm thông thường, Quá đoạn âm, Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Chít tăng rắc khê tha mê tha uy chít tăng vút tăng su kha quá hăng. Dạ con xin đọc lại cái pháp cú 36. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha uy chít tăng vút tăng su kha quá hăng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin đọc kệ ạ. Su đút đa sang su ni pu năng ya tha ca ma ni pa ti năng chít tăng đa khê tha mê tha uy chít tăng vút tăng su kha wa hằng. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng chít tăng la khê tha mê tha uy chít tăng gu tăng su kha wa hằng. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai nhà sư Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa giùm ạ. Dạ xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, đạo tràng cho con hỏi có nghe được âm thanh của con không? Dạ, dạ thưa cho con xin bài học hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc câu Nam Mô Bụt Thà giá. Con xin kính lễ sư, con xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 36. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha uy chít tăng vút tăng su kha va hằng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Con xin phân tích câu 1, cấp đọc câu 1 và câu 2. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng. Su là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sang là trường âm đọc giọng nguyên âm. Su ni pu là ba đoạn âm, năng là trường âm đọc nguyên âm. Yat là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Má ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng. Và câu và câu 4. Chít tăng rắc khê tha mê tha vi chít tăng vút tăng su kha pa hằng. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tha là trường âm thông thường. Chữ cuối con phan được con có cái chữ cuối. Vi là âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, vá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít tăng rắc khê tha mê tha vi. Để cho con kéo cái bài xuống con coi.
chít tăng vút tăng chít tăng rắc khê tha mê tha vi chít tăng vút tăng su kha văn hằng. Con xin đọc này. Su đút đa sang su ni pu năng yat tha ka mani pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha vi chít tăng vút tăng su kha văn hằng. Dạ, cái chữ mê tha vi đó là chữ vi là trường âm thông thường chứ không phải đoạn âm. Con xin nói lại. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin xuống mít. Con có sai chỗ nào xin quý vị sửa chữa giùm cho con. Dạ. Con cảm ơn cô Metta, con không nói được luôn. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức và con được kính đảnh lễ Chư Thức Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính chào đoàn thể đại tràng. Con kính chào, con kính lễ Đại Đức Tại Đức vừa quang lâm và đạo tràng. Ngày con xin trả bài câu Pháp Cú 6. Su đút đa sằng su ni bu nằng rát tha cà ma ni bà ti nằng chi tăng rắc hề tha mê tha quỳ chi tăng gút tăng su khà qua hằng su đút đa sằng su ni bu nằng rát thà cà ma ni bà ti nằng chít tăng rắc khề tha mề tha quỳ chít tăng gút tăng su khà qua hằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Su đút đa sằng su ni bu nằng rát tha ca mani bà ti nằng. Sú là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú ní bú là ba đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm động đọc theo giọng nguyên âm. Câu 3 và câu 4. Chít tăng rắc khề tha mề thà quỳ chít tăng gút tăng su khà qua hằng. Chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, thá, tha, quy là hai trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút là trường âm nhấn, tăng là trường âm động đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại toàn bài. Su đút đa sằng su ni bu nằng rát tha cà ma ni bà ti nằng chít tăng rắc khề tha mề thà quỳ chít tăng gút tăng su khà qua hằng. Tâm khó thấy theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc. Đấy là dịch
bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À, con xin su đút đa sang su ni bu nang gian thác ca ma ni ba ti nang chín tăng sang khê thả mê tha quý chín tăng gút tăng su kha hoa hăng su đa su mu su ni bu nang dàn tha ca ma na mi ti nang chín tăng giấc khê tha mê tha quý chín tăng gút tăng su kha hoa hăng. Dạ con đã đọc bài và phân tích và con có sai thì mong ngài Trí Đức và đạo tràng sửa cho con. Dạ con xin xuống mic ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ sư thầy Đức và cùng quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc bài kệ pháp cú số 36. Sutta sang sunipu nang yat tha ca ma ni pa ti nang chit tang rak khe tha me tha vi chit tang bút tang sukha wa hăng. Con phân tích câu 1 và 2. Xứ đoạn âm đức trường âm nhấn đá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm xuống ní hai đoạn xuống ní phú ba đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm dắt trường âm nhẫn thá đoạn âm kha trường âm thông thường má ní hai đoạn âm pha trường âm thông thường tí đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm xuống đức đa sằng xuống ní phú năng dắt thác cà má ní pa tiết năng. Câu 3 và 4. Chít tăng rách khề thạ mê thà vì chít tăng gút tăng xuất khà quả hăng. Chít trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm rách trường âm nhấn khê trường âm thông thường thá đoạn âm mê trường âm thông thường tha vì trường âm thông thường. Chít trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gút trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú đoạn âm kha trường âm thông thường quả đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chít tăng rắc khề thắt mê thà vì chít tăng gút tăng su kha quả hăng. Sú trút đá sang su ní phút năng yát thắt khà mát ní bà tít năng chít tăng rắc khề thắt mê thà vì chít tăng gút tăng su kha quả hăng. Tâm bỏ thấy tể nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su tún đa sang su ni pu nang yan tha ca ma ni pa ti nang chit tăng đan khê tha mê tha quý chín tăng gun tăng su kha wa hăng. Su đứng đa sang su ni phu nắng yan tha ca ma ni pa ti nang chín tăng ran khê tha mê tha quý chín tăng quân tăng su kha wa hăng. Dạ thưa con, kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ và đạo tràng, có sai sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 36. Sudutasang sunipunang yattaka manipa tinang chittang rakhe thame tha vi chittang buttang sukha quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến
là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ. Sudda sang sunipunang yataka madipatinang chitang rakhe thame thawi chitang gutang sukhawang. Sudda sang sunipunang yataka manipatinang chitang rakhe thame thawi chitang gutang sukhawang. Sududasang sunipunang yataka manipatinang cittang rakhe thamethawi cittang gutang sukhawang. Dạ con xin hết, con xin chấm mít. Dạ xin mời người tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, cùng chư tôn đức tăng trong đạo tràng. Kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Kính chào đạo tràng. Rồi con xin đọc câu Pháp Cú 36. Dạ cô tâm hạnh cho phúc hạnh xin bài. Nãy giờ do mạng nó trục trặc quá cho nên cứ thoát ra thoát vào hoài. Dạ cho con xin bài đọc ạ. Dạ mấy con nó không có lên bài được á, cho nên con không có đọc bài được ạ. Phúc Hạnh xuống biết nữa cô Tội Duyên lên nha, để tí nữa coi thì nó có lên bài không, chứ Phúc Hạnh không có lên bài được ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và cảm ơn cô Phúc Hạnh. Kính chào đọc bài Pháp Cú Kinh số 36. Dạ, cảm ơn Tham Hạnh. Số đúc su đúc đa sằng su ni pu nằng giác mãn đa ti nằng chít tăng khê tham mê tha quỳ chít tăng vô tăng su khà quá hằng. Su là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sằng là trường âm giọng nguyên âm, su ni pu ba đoạn âm, năng trường âm nguyên âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm tí đoạn âm, năng trường âm giọng nguyên âm đoạn ba và bốn, chít trường âm nhấn, tăng trường âm giọng nguyên âm, rắc trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, thá đoạn âm,
Mê tha quy, ba trường âm thông thường. Chít, trường âm nhấn. Tăng, trường âm giọng nguyên âm. Rút, trường âm nhấn. Trường âm giọng nguyên âm. Xú, đoạn âm. Kha, trường âm thông thường. Quá, đoạn âm. Hăng, trường âm giọng nguyên âm. Su đúc, su đúc đa sang su ni pu nằng giác thất cà ma ni pa ti nằng chít tăng rát e thùy chít tăng chít tăng vút tăng su kha quá hằng su đúc đa sang su ni pu nằng giác thất ca ma ta thi chín rắc khê tha mê tha quy chít tăng vũ tăng su ca quá hằng su đục đa sang su ni bu năng ya tha ca ma ni pa ti năng chư tăng rất kê tha mê tha quy chư tăng vũ tăng su kha quang su đúc đa sang su ni pu năng ya tất cả mani pa ti năng chư tăng rất kê tha mê tha quy chít tăng vút tăng sục khà quá hằng tâm khó khó thấy tế nhị theo cách dục bay cuồng người trí phòng hộ tâm hộ an lạc đến. Và phổ thơ này của hòa thượng Thích Minh Châu tự nhiên đã phân tích đọc bài kệ xong. Nếu có sai sàng thì bây giờ hiệu hạ và kính mời Giang Nhật Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú số 36 ngày hôm nay ạ. Sudut dasang suni punang yathaka manibati nang cittang rakhe tha me tha vi cittang uttang sukha wahang. Sudut dasang suni punang yathaka manibati nang cittang rakhe tha me tha vi cittang uttang sukha wahang. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sudut dasang sunibunang yathaka manibati nang. Su là đoạn âm, đút là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, su, ní, bú là ba đoạn âm, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, yat là trường âm nhấn, tha là đoạn âm, ka là trường âm thông thường, ma, ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sudut dasang suni bunang yathaka manibati nang. Và câu số 3 và câu số 4. Chit tang rakhe tha me tha vi chit tang vut tang sukha wa hang. Chit là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rak là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê, tha, quy là ba trường âm thông thường, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vút là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, xú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm.
chít tăng rắc khê tha mê tha quy chít tăng quýt tăng su kha quá hằng. Thì con xin phép đọc lại ạ. Su đút đa sằng su ni bu năng yát tha ca ma ni bà ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha quy chít tăng quýt tăng su kha quá hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Dạ con xin phép kệ ạ. Su đút đa sang su ni pu năng ya tha ca ma ba ti năng chin tăng rắc khê tha mê tha quy chin tăng quốc tăng su kha hoa hằng. Sudutta sang su ni bu năng ya tha ka ma ni ba ti năng chit tăng rắc khê tha mê tha quy chin tăng quốc tăng su kha hoa hằng. Dạ con đã đọc mà kệ xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa vô tâm hạnh đã post bài. Dạ con xin mời sư Trần Phụng ạ. Dạ sa thú, cảm ơn huynh Giang Nhật Hà. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Nhà con cho con đọc câu cấp cứu số 36. Su đút đa sằng su ni pu năng yát tha ca ma ni bà ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha vi chít tăng út tăng su kha quá hằng. Su đút đa sằng su ni pu năng yát tha ca ma ni bà ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha vi chít tăng út tăng su kha quá hằng. Dạ con xin phân tích. Số là đoạn âm, đút trường âm nhấn đá đoạn âm sang đập theo giọng nhân âm. Số ni bú ba đoạn âm năng trường âm đập theo giọng nhân âm. Giáp trường âm nhấn thác đoạn âm ca trường âm thông thường. Má ní hai đoạn âm ba trường âm thông thường. Tí đoạn âm năng đặt theo giọng nhân âm. Chít trường âm nhấn tăng trường âm đặt theo giọng nhân âm. Ráp trường âm nhấn khê trường âm thông thường. Thá đoạn âm mê trường âm thông thường. Tha vi hai trường âm thông thường. Chít trường âm nhấn tăng đặt theo giọng nhân âm. Quýt trường âm nhấn tăng đọc theo giọng nhân âm. Xú đoạn âm kha trường âm thông thường. Vá đoạn âm hăng đọc theo giọng nhân âm. Xú đút đa sằng xú ni bu nằng yát tha ca ma ni bà ti nằng chít tằng rắc khê tha mê tha vi chít tằng quýt tằng xú kha vá hăng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Và đây là cổ thơ của nhà Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Su đút đa sang su ni bu năng yát tha ca ma ni ba ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha quy chít tăng quốc tăng su kha hoa hằng. Su đút đa sang su ni bu năng
Yathakamani bati nang chittang rakhe tha me tha vi chittang hutang sukha vahang. Dạ con đã đọc và phân tích xong, và dạ, con có sai, con kính xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ, con xin dâng biết lại và đạo tràng. Dạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho nhân tôi biết và âm thanh rõ. Con xin đọc bài học hôm nay là bài câu số 36. Sudukta sang sunibutang yattaka manibati nang tăng rắc khề tha mê tha vi chít tăng hút tăng su kha vô hằng su đúc đa sằng su ni bu nằng su đúc đa sằng su ni bu nằng dạ tha ca ma ni bà ti nằng chít tăng rắc khề tha mê tha vi chít tăng hút tăng su kha vô hằng. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Sudukta sang sunibunang yathaka manibati nang. Và câu số 1, su là đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, sang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Su ni bu là ba đoạn âm, nang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 2, yat là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, má ní là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Chích tăng rắc khề tha mê tha quỳ, chích tăng vút tăng su khà quá hằng. Là trường câu số 3, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, khê là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, mê là trường âm thông thường, tha vi là hai trường âm thông thường. Và câu số 4, chích là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, rắc là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sú là đoạn âm, kha là trường âm thông thường, quá là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Sú đúc đá sằng, sú ni bu nằng, dắt tha ca ma mi bà ti nằng, chích tăng rắc khề tha mê tha vi, chích tăng hút tăng su kha quá hòn. Sú đúc đá sằng, sú ni bu nằng, dắt tha ca ma ni Yathaka manibati nang chit tang rắc khề tha mê tha vi chit tang vút tang sukha vô hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Và con xin kệ. Su đúng đa sanh su ni bu năng giác tha ca ma ni ba ti năng chinh tăng răng khê tha mê tha vi chinh tăng vun tăng su khả hoa hâm. Dạ con đã đọc cho kệ xong. Con có sai, mong ngài sửa và đạo tràng sửa lại dùm con. Và bây giờ và cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ nương tự xin mời bàn tay của Hà. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Và con xin trả bài.
sudo sa da sang sunibu bunang yathaka mani ba ti nang chittang rakhe tham me tha vi chittang gut tang sukha wa hằng sudo da sang sunibu nang yathaka mani ba ti nang chittang rakhe khe tham mê tha vi chích tăng gút tăng su khà quá hành su trường âm đoạn âm su đoạn âm đức trường nhấn đá đoạn âm sang trường âm đặt theo giọng nguyên âm su đoạn su ní bú hai ba đoạn âm năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm giá trường âm nhấn thá đoạn âm kha trường âm thông thường má ní hai đoạn âm ba trường âm thông thường tý đoạn âm năng trường âm đặt theo giọng nguyên âm su đức đa sằng su ní bút năng dắt tha cà ma ni pà ti năng chích trường âm nhấn tăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm rắc trường âm nhấn khê trường âm thông thường thá đoạn âm mê trường âm thông thường mê tha quy ba trường âm thông thường chích trường âm nhấn tăng trường âm đặt theo giọng nguyên âm cướp trường âm nhấn tăng đặt trường âm đặt theo giọng nguyên âm xú đoạn âm kha trường âm thông thường quá đoạn âm hăng trường hằng trường âm đọc theo giọng dạ con xin sám hối dạ con bị kẹt mất dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh dạ con dạ con đọc lại cô thì cô post bài lại giùm con dạ xa thú con dạ con không biết con đọc nó đâu dạ con xin thích lại câu 3-4 chích đoạn trường trường âm nhấn tăng trường âm đập theo giọng nguyên âm rắc trường âm nhấn khê trường âm thông thường thác đoạn âm mê tha huy ba trường âm thông thường chít trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm rất trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sú đoạn âm kha trường âm thông thường quá đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm chít tăng rắc khề tha huệ mà huy chít tăng vứt tăng sú kha quá hành Sư đức đa sằng su nít bút nằng dắt tha cà ma ni bà ti nằng chích tằng rắc khề tham mề hòa quỳ chích tằng gút tằng su khà hoa hằng Sư đức đa sằng su nít bút nằng dắt tha cà ma ni bà ti nằng chích tằng rắc khề tham mề thà quỳ chích tằng gút tằng su khà hoa hằng theo các dục quay cuồng người trí phòng hộ tâm tâm hộ an lạc đến bản dịch qua thượng thích minh trang con xin cài sư đức
đa sanh su nít bu năng giáp tha ca ma ni ba ti năng chít tăng ra khế tha quê tha vi chít tăng vô tâm sự tha hòa hằng. Đây con có xe xin mời con chứng sử và con xin cho mất lại cho cô Như Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà, Xích Thiện Vũ, Xích Trần Phụng, Xích Hồng Mai, chị Metta. Dạ cảm ơn Hoàng Thành. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đại Đức, Đại Đức cùng chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tề Duyên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ con xin được trả bài pháp của kinh số 36 ạ. Sudut đa sang sunibut tăng yat thakka mani ba ti năng chit tăng rat khê tha mê tha quy chích tăng gụt tăng su kha quá hằng su su đô đa sằng su ni bức năng dạ. Dạ con xin đọc lời. Su đô đa sằng su ni bức năng dạ thất cả mani bà thi năng chích tăng rạch khê tha mê tha quy chích tăng gụt tăng su kha quá hằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Sú đoạn âm, nút trường âm nhấn, đá đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú ní, bú, ba đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dách trường âm nhấn, thá đoạn âm, ca trường âm thông thường. Má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường. Tí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su đốt đa sang su ni bu năng giác tha ca mani ba ti năng. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rát rát trường âm nhấn, khê trường âm thông thường. Thá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường. Chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sú đoạn âm, kha trường âm thông thường. Quá đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chích tăng rát khê tha mê tha quy chích tăng gút tăng su kha quá hăng. Sú đốt đa sang su ni bút năng giác tha ca mani ba ti năng chít tăng rát khê tha mê tha quy chít tăng gụt tăng su kha quá hằng. Tâm khó thấy trí nhị theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hậu an lạc đến. Và đây là bản phiên ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Và con đã phân tích và đọc xong.
Nếu con có sai, con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ dạy cho con để con sửa. Con xin được kệ. Sù đột đa sang sù nị bu năng dạ tha ca ma nị bà ti năng chệ tặng rát khê thà mê tha quy chệ tăng gút tăng sù khả qua hăng sù đột đa sang sù nị bu năng dạ tha ca ma ni ba tri năng chệ tăng rát khê tha mê tha quy chệ tăng guốt tăng su kha quang. Dạ con đã phân tích, đã đọc và cũng kể xong. Con thành kính lãnh lễ tri ân quý ngài, nhục quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con không biết trong đạo tràng còn vị nào chưa có ông bài không, thì kính mời bằng tay ạ. Thấy Ngài chưa xuất hiện, tức là Ngài còn có để cho giờ đạo tràng ông bài. Dạ, trong đạo tràng có vị nào chưa ông bài thì xin đưa bằng tay lên ạ. Dạ, sạc hữu hành kiểm, mời hành kiểm nha. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin trả bài pháp cú kinh số 36. Suddhodassang sunipunnang yathaka manipa tinang cittang ratkhe thame tha vi cittang vut tăng su khà quá hằng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Số đoạn âm đốt trường âm nhấn đá đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Số ní bố ba đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Giáp trường âm nhấn thá đoạn âm ca trường âm thông thường, má ní hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, tí đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Suddhodassang sunipunnang yathaka manipa tinang. Con xin phân tích hai câu tiếp. Chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, trát trường âm nhấn, khê trường âm thông thường, thá đoạn âm, mê tha quy ba trường âm thông thường, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gút trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, số đoạn âm kha trường âm thông thường, quá đoạn âm hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít tăng rách khề tha mê tha quy chít tăng gút tăng su kha quá hăng. Dạ, con đọc lại nguyên bài. Suddhodassang sunipunnang yathaka manipa tinang cittang ratkhe thame tha vi cittang guttang sukha vahang. Dạ, con xin kệ. Suddhodassang sunipunnang yathaka manipa tinang chín tăng rát khê tha mê tha quỳ chín tăng gút tăng su khá hoa hằng. Tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã trả bài xong. Dạ, con có chỗ nào sai con kính quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng sửa giúp cho con. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, xin dâng mít lại cho đạo tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức hành kiểm. Nam mô Bụt Tha Giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, quỳnh kính chào đạo tràng. Và con cũng chưa thấy
Ngài xuất hiện, không biết lúc nãy giờ Đại Đức, Đại Đức có trước máy không? Bạch sư có ôn bài chưa bạch sư? Nam mô Phật Thầy, dạ, dạ Đại Đức, Đại Đức có trước máy không? Dạ, chưa có ôn bài rồi hả? Huynh Giang Nhật Hà, cảm ơn huynh nha. Dạ, Nam mô Phật Thầy, dạ, vậy là đạo tràng không còn vị nào nữa rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Bạch Ngài, dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Sa thú, sa thú. Quý vị rất là tuyệt vời. Hôm nay vị nào cũng rõ hết á. Tự mình đọc và cảm thấy hoan hỷ ha. Tức là quý vị không có chỗ nào sai sót. Quý vị rất là thành công. Và câu Phật ngôn 36, bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của tự vận ha. Sudodasang sunipunang, sudodasang sunipunang. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Cái từ sudodasang, chúng ta thấy tiếp đồ ngữ su ở phía trước, có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Rồi dudasang do cái từ dudasa, dudasa có nghĩa là khó nhận biết, khó thấy. Khó nhận biết, khó thấy. Nhưng mà có tiếp đầu ngữ xú ở phía trước. Thì ý nghĩa của nó là rất khó nhận biết. Rất khó nhận biết. Đút đà xá. Nhưng mà được chia theo đối các số ít. Đút tì giá, quyền phát tí, ê cá quá trà ná. Cho nên đút đà xá biến thành đút đa sần. Sudodasang là rất khó nhận biết. Rồi từ thứ hai, sunipunang. Sunipunang chúng ta cũng thấy có tiếp đầu ngữ su ở phía trước, có nghĩa là khéo léo, tốt đẹp. Và nipunang do cái từ nipuna. Nipuna có nghĩa là tinh vi, tinh xảo, vi tế. Và Nipuna ở đây cũng được chia theo đối các số ít đối tỷ gia quyền phát thi ê các quá trà ná. Cho nên Nipuna biến thành Nipunang. Su Nipunang có nghĩa là vô cùng tinh vi. Việc tinh xảo, việc tế nhị. Vô cùng tinh vi, việc tinh xảo, sự tế nhị. Đó là cái từ sunipunang. Rồi qua câu số 2. Yathaka manipati nang. Yathaka manipati nang. Đây là một nhóm từ. Một nhóm từ. Chúng ta phải cắt ra. Từ Yathā là một, Kāma là hai, Nibbāti năng là ba, tất cả ba từ. Chỉ Yathā, đây là một trang từ quan hệ bất cứ nơi nào. Nơi nào, hoặc là bất cứ nơi nào, Yathā. Rồi chữ Kāma, nó là một danh từ nam tính, Ākaranta Pumlinga. Kāma có nghĩa là dục. Nhưng mà Kāma ở đây được chia theo đối các số ít đối tỷ giá quy phát thế ca quá trình na. Cho nên ca ma biến thành ca măng. Ca măng ha. Giá thác ca măng là nơi nào ngũ dục ha. Rồi niết ba thí năng. Niết ba thí năng do cái từ niết ba tì. Niết ba tì nó là một danh tỉnh từ. Một danh tỉnh từ. Và động từ của nó tức là bát tạc tí, ngã, rơi. Thì nipati có nghĩa là có việc lao vào, có việc chạy theo, ngã theo. Nhưng mà ở đây nó cũng được chia theo
được là được đi chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vừa phát tí e câu qua chẳng ha, cho nên nó biến thành niết bà tỳ năng, niết bà tỳ năng, niết bà tỳ năng. Vậy thì cả một nhóm từ này do ba từ giáp tha ca má niết bà tỳ năng, niết bà tỳ năng, yathaka manipati năng, nó đi chung với nhau giống như một thành ngữ, có nghĩa là có sự rơi vào ngũ dục hay là việc chạy theo các dục, việc chạy theo các dục. Rồi, câu số 3. Chích tăng rắc khê tha mê tha vi. Chích tăng do từ chích ta, ở đây được chia theo đối cách đối kỳ gia vì phá tí, cho nên nó biến thành chích tăng. Chích tăng là tâm. Rắc khê tha, rắc khê tha do có động từ rắc khả tí, rắc khả tí số nhiều ha. Rắc khê tha là nên tự mình phòng hộ, rắc khả tí số ít, rắc khê tha số nhiều, nên tự mình phòng hộ hay là bảo vệ, các ngươi nên bảo vệ. Các ngươi đó là ai? Mê tha quy. Mê tha quy đây là một cái trường hợp của hô cách alapana và hữu quá trình á. Mê tha quy là này những người trí, này những người trí. Trường hợp alapana chúng ta thấy ít có sử dụng, mà đây có tính cách như là mệnh lệnh. Này những người trí, các ngươi nên phòng hộ. Này các người trí, các ngươi nên bảo vệ. Mà bảo vệ cái gì? Bảo vệ tâm. Và câu cuối cùng, chít tăng quốc tăng xuất hà qua hằng. Chít tăng quốc tăng xuất hà qua hằng. Chít tăng là tâm ha. Rồi chữ quốc tăng, quốc tăng đây là một cái dạng quá khứ phân từ trung tính mà được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia quy phát thi e câu qua chẳng ha. Quốc tăng nên là đã được phòng hộ, đã được bảo vệ, đã được phòng hộ, đã được bảo vệ. Và cái từ cuối cùng sukha qua hằng. Sukha qua hằng do hai từ sukha và a qua ha. Sukha là một danh từ trung tính, akaranta nó cùng sakalinga. Sukha là niềm an lạc, sự hạnh phúc. Và awahang hay là awaha có nghĩa là mang lại, mang lại. Nhưng mà ở đây nó được chia theo đối cách số ít đối tỷ gia vừa phát thi e câu vachana, cho nên awaha biến thành awahang. Awahang là mang lại. Sukha quá hằng là đem lại niềm an lạc, đem lại niềm an lạc. Vậy thì câu Phật ngôn 36 cho chúng ta ý nghĩa tâm rất khó nhận biết, vô cùng tinh vi, có sự lao vào nơi có nơi nào có ngũ dục. Người sáng suốt hay bảo vệ tâm, tâm đã được phòng hộ là nguồn đem lại niềm an lạc. Xin lặp lại. Tâm rất khó nhận biết, vô cùng tinh vi, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Người sáng suốt hãy bảo vệ tâm, tâm đã được phòng hộ là nguồn đem lại niềm an lạc. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ lục bát như thế này, tâm tác như thế này: tâm ta tế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết, canh chừng làm sao.
kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành, tâm ta thế nhị vô cùng, dễ nào thấy biết canh chừng làm sao. Kiếm tìm dục lạc xôn xao, tâm được phòng hộ xiết bao phước lành. Và ngài hòa thượng Minh Châu, tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người chỉ phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Tâm khó thấy tế nhị theo các dục quay cuồng, người chỉ phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Rồi, như vậy là trong cái phần tư vấn, quý vị có chỗ nào rắc rối? Alo, có chỗ nào rắc rối? Mời Xích Kim. Con xin kính chào Sư Chí Đức, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị Phật tử. Sư cũng như con nói đó, cái tiếp cầu ngữ xú với đú đó sư, trong cái câu số 1 á, nó có cả hai cái luôn. Cái chữ xú đú, xú đúc đá xăng, nó gồm có hai tiếp đầu ngữ, xú và đú. Kỳ này á, chữ đú nó không có phải thêm dấu nguyền vô, mà nó thêm chữ dê sòm đó sư, vô. Còn cái chữ xú ní pú năng thì xú nó cũng là tiếp đầu ngữ, nhưng nó chả có thêm cái chữ phụ âm theo nó nào hết, cũng không có thêm dấu nguyền trên cái đầu của nó nữa. Như vậy sao nó phức tạp quá vậy sư, làm sao biết phải thuộc lòng luôn hả sư? Con cứ tưởng là xú ní pú năng thì nó phải có chữ thêm chữ n sau chữ xú, sau chữ u á sư, còn thôi nó phải ấy. Còn cái chữ mà xú đúc đá xăng đó, kỳ này nó không có thêm chữ u, nó thành chữ u mà cái chỗ nguyền đó sư, nó lại thêm chữ dê đê vô, khi nó làm cho con điên cái đầu luôn vậy đó sư. Con phải nhớ nó hàng sau sư, sư có cách nào để con nhớ nó không sư? Dạ thôi, con hỏi có nhiêu đó thôi, con xin trả máy lại cho sư và xin cảm ơn sư trước ạ. Alo, 123, 123, Sa-tu, Sikh Kim. Tại sao, ha? Chữ đú mà phải thêm hai chữ đê, còn chữ xú, tại sao không thêm cái gì hết? À, thay vì đọc là xú, nhưng mà tại sao đọc là xú? Còn chữ xú nít, phú năng, tại sao không đọc là xun, ha? Hai chữ N mà lại đọc xú ni pú năng, tại sao? Học càng nhiều đi rồi khi đó mới tích lũy được một số kinh nghiệm, nó nằm trong cái quy tắc nào. Bali đâu phải là tiếng Việt Nam, cho nên học tới đâu thì mình ghi nhận tới đó. Rồi tại sao chỗ này nó thế này, tại sao chỗ kia nó thế kia, thì mình sẽ tìm ra một cái luật của nó, về văn phạm của nó. Thì nó có một cái quy luật, nhưng mà chúng ta gặp ở đây là thấy thế này, nhưng mà đi tới một chỗ khác nó có giống như vậy hay không, cái đó phải do một cái sự trải nghiệm. Nhìn vô thì thấy nó kỳ kỳ, phải không? Chính nó kỳ kỳ như vậy bởi vì đây không phải là tiếng Việt Nam. Chúng ta chấp nhận học để rồi từ từ rồi nó cũng như. Và chính cái bài học này đã nói lên cái vấn đề đó. Chị Kim nghe cái duyên sự này sẽ biết tại sao nó như vậy. Đó là tuần tự pháp. Mà tuần tự pháp á, thì Đức Phật ngài lặp đi lặp lại, tức là từ thấp lên cao. Mà từ thấp lên cao có nghĩa là từ từ rồi nó cũng như. Năm cái pháp tuần tự mà Đức Phật ngài thuyết rất là nhiều trong 84.000 pháp môn á, thì cái vấn đề tuần tự pháp này lặp đi lặp lại. Mà chính năm cái vị kỳ trần như, đó là năm cái vị mà
chuyển pháp luân ha, thì ngài không đề cập đến. Nhưng mà cái vị thứ sáu á, ngài Yasa và 54 người bạn của mình, thì Đức Phật bắt đầu thuyết lên tuần tự pháp. Tuần tự pháp có nghĩa là pháp thoại thứ lớp từ thấp lên cao, cho nên gọi là Anubuddhikatha. Anubuddhikatha thì cái đề tài về bố thí là một nè, Đa Na Katha. Đề tài về trì giới là hai, Si La Katha. Đề tài về cõi trời, Sắc Ga Katha. Đề tài về sự nguy hiểm trong dục lạc, Ca Mất Đi Na Quất Katha. Và đề tài là của sự xuất ly, Nikham Mất Ý Sân Sát Katha. Thì năm cái đề tài này gọi là tuần tự pháp từ thấp lên cao, tức là Đức Phật thuyết về đề tài bố thí là cái hành xả ly về tài sản, để tâm của chúng ta được ly tham. Mà xả ly tài sản tức là san sẻ, đem đến cho kẻ khác cái sự an vui. Đây là nói về cái quả báo của sự bố thí ha. Điều thứ nhất là mình phải ly tham, là cái điều quan trọng đó. Trong giáo pháp và nhà Phật là nhàm chán ly tham mới tu được. Còn nếu mà mình không nhàm chán, không ly tham thì xin lỗi, cái kiểu này là coi như khó lắm nghe. Đó là cái điều đầu tiên là phải ly tham, phải xả bỏ tài sản. Điều thứ hai là đề tài giữ giới, tức là nói về đời sống phạm mạnh, nghiêm trì giới hạnh, và nói về cái quả báo của sự trì giới. Mình ly tham ha, mình bố thí nhưng mà phải trì giới, đó là cái điều quan trọng. Rồi cái đề tài thứ ba tuần tự đó là sự vinh hoa ở các cõi chư thiên, là những chúng sanh có nhiều phước báo, mình sẽ bỏ ly tài sản rồi mình giữ giới để làm gì? Phải có cái quả báo chứ. Mà quả báo đó là sự an vui trong nhàn cảnh, đó là cái phước. Rồi do cái phước đó, cái thứ tư là mình có đắm say trong dục lạc hay không, hay là lên làm ông trời rồi sướng quá, rồi cái đắm say trong đó để rồi vui thú với những cái thiên vị, thiên xúc, thiên hương, thiên lạc trên đó, rồi mê luyến, cái họ không thấy được cái sự an lạc mà mình do tâm tham, là đó là một sự nguy hiểm của dục lạc. Khi đó cái đề tài thứ năm á, tức là phải tìm con đường để ra đi, tức là nói nên sự lợi ích của sự lìa bỏ ái dục, sự xuất gia. Đó là cái điều mà mình phải biết rằng vị ngọt phải có sự nguy hại của nó, mình mới tìm con đường xuất ly. Thì đây là tuần tự pháp, có nghĩa là bố thí, trì giới, sự an lạc của quả trời, sự nguy hiểm của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Cho nên đó gọi là tuần tự pháp. Bây giờ nghe cái duyên sự, chúng ta thấy tuần tự pháp như thế nào? Giống như Sĩ Kim hỏi, tại sao, từ từ học cái câu Phật ngôn này, học câu Phật ngôn kia, học câu Phật ngôn nọ mới so sánh ha. Khi mà so sánh như vậy rồi thì chắc chắn rằng Sĩ Kim hết hỏi. Câu Phật ngôn 36 được Đức Phật đề cập đến một vị tỳ khưu bất mãn với giáo pháp. Bất mãn với giáo pháp ở tại chùa Kỳ Viên đó. Thì trong thời gian Đức Phật ngự tại thành Sawatthi, có một công tử con của một nhà triệu phú đến hỏi với một vị trưởng lão quen thuộc, bởi vì vị trưởng lão này thường đến gia đình, cho nên vị công tử này mới đến hỏi: bạch ngài, con có ý muốn thoát khổ,
xin Ngài quan hỷ thuyết pháp để cho con bớt cái khổ. Thì cái vị trưởng lão đó mới trả lời: sa thủ này đạo hữu, nếu mà đạo hữu muốn thoát khổ thì đạo hữu nên hành về cái pháp bố thí, hãy cúng dường bằng cách thuyết thâm để mà chia phần, để bát hay là tổ chức tay chân mỗi kỳ sóc vọng, hãy hộ độ chư tăng đang ăn cư kiết hạ, hãy dâng cúng về tứ sự, vân vân. Rồi đạo hữu nên nên chia tuần tự cái tài sản của mình á ra làm ba phần. Một phần á thì để kinh doanh, một phần thì cấp dưỡng cho gia đình vợ con, một phần nữa thì đem ra bố thí cúng dường. Lành thay bạch ngài. Rồi cái vị công tử đó vâng lời vị trưởng lão, tuần tự thực hành các pháp bố thí. Sau khi thực hành như vậy một thời gian, rồi đến hỏi cái vị trưởng lão đó rằng: bạch ngài, những cái điều mà ngài chỉ giáo cho con đã làm xong, bây giờ con phải làm gì nữa? Này đạo hữu, đạo hữu nên thọ trì tam quy ngũ giới. Sau khi thực hành những cái điều này thì cái vị công tử đó mới hỏi rằng: con đã thọ trì tam quy ngũ giới xong và cảm thấy an lạc, vậy thì còn có những cái điều cao thượng nào nữa không? Thì cái vị trưởng lão đó mới nói rằng: đạo hữu nên thọ trì về thập giới đi. Rồi vị công tử kia cũng chịu: sa thú lành thay bạch ngài. Và do nơi cái cách mà tạo phước từ thấp lên cao, vị công tử này được mệnh danh là công tử tuần tự Anupappa. Anupappa, Anu là tùy thuận, tùy theo, Buppa là cái điểm khởi đầu, Buppa là đầu tiên, là từ cái đầu đó rồi đi đến cái thứ lớp sau, cho nên gọi là tuần tự. Và sau đó công tử Anupappa là đến hỏi cái vị trưởng lão: bạch ngài, còn cái phước nào cao thượng mà con nên làm nữa hay không? Ồ, có chứ. Vậy thì con hãy xuất gia đi. Cái vị công tử này vâng lời cái vị trưởng lão, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi có một vị luận sư là vị thầy tiếp dẫn, và một vị luật sư là thầy tế độ, đều là những cái vị trưởng lão thông suốt về pháp học. Khi cái vị tăng sư này đến gần cái vị thầy tiếp dẫn thì được nghe vị ấy thuyết giảng về những đề tài trong tạng vi diệu pháp đúng theo chân lý của Đức Phật đã giác ngộ: pháp này thì nên hành, pháp này thì không nên hành. Và khi cái vị tỳ khưu này đến gần thầy tế độ thì cũng được nghe thầy của mình thuyết giảng những cái học giới trong tạng luật đúng theo chánh pháp của Đức Thế Tôn: điều này nên làm, điều này không nên làm, điều này hợp lẽ đạo, điều này không hợp lẽ đạo. Vị tăng tỳ kheo này suy nghĩ: trời ơi là trời, cái việc hành đạo này sao mà phiền phức quá. Ta đi xuất gia là cầu mong được thoát khổ, nào ngờ vào đây tu phải học bù đầu, không được thảnh thơi một lúc nào cả. Phải biết trước như thế này, ta ở nhà làm cư sĩ, ráng sức mà tự tu cũng có thể thoát khỏi cái vòng đau khổ. Rồi từ đó về sau, cái vị tỳ khưu tuần tự Anupappa này sanh ra cái tâm bất mãn, chán nản cái đề mục 32 thế trời, không thèm niệm nữa. Rồi kinh kệ cũng không chịu học. Và cái hình thể của người này gầy còm, tiều tụy, mình mẩy nổi gân xanh, tinh thần bạc nhược, ngồi gãi đó, riết rồi đuổi rồi cũng không bay,
Khi đó thì các vị sa di trẻ tuổi mới đến nói với vị tỳ khưu Anuppa rằng: Sư ơi, làm gì mà đứng ngồi nơi đâu cũng gãi đầu gãi gã, làm như là bị bệnh như vậy đó, coi như là ốm bó tiều tụy, mình thì đầy gân xanh, bần thần giá rưỡi, sao tu mà khổ quá vậy? Này các đạo hữu, tu bất mãn lắm rồi, tại sao vậy? Thì khưu Anuppa mới tỏ thật cái tâm sự của mình. Mấy vị sa di di mới đem câu chuyện này bạch lại với thầy Tiết Dẫn, thầy Chế Độ. Rồi hai vị thầy này mới dẫn tỳ khưu Anuppa đi đến Đức Thế Tôn. Đức Phật mới phán hỏi: Này tỳ khưu, các ông đến đây có việc gì vậy? Bạch ngài: Vị tỳ khưu này không thỏa mãn ở trong giáo pháp của ngài. Ồ, nói gì vậy? Có thật vậy không, này tỳ khưu? Dạ đúng bạch ngài. Tại sao vậy? Bạch ngài, con xuất gia mong được thoát khổ, rồi mới vô đây tu. Tu rồi là được nghe thầy tiếp dẫn thuyết về vị diệu pháp, rồi thầy sẽ độ thiết về tạng lực, nghe mà bắt phát mệt. Con nghĩ rằng nơi đây đầu óc của ta thật là bận rộn, không có được thảnh thơi. Phải chi ta làm một người cư sĩ, ở nhà thực hành thiền sự cũng có thể thoát khổ được vậy. Này thì khâu, nếu ông có thể giữ được một vật này thì ngoài nó ra ông khỏi phải lo phòng hộ cái gì hết. Mình ngại cái gì vậy? Cái tâm của ông có thể giữ gìn nó được không? Mình ngại con có thể giữ được. Thế thì ông hãy hộ trì cái tâm của ông, bấy nhiêu đó đủ để ông thoát khổ rồi. Và thế là Đức Phật thuyết lên câu Phật ngôn 36 này: Chúng đức đa sằng su ni pu năng yat tha ca ma ni pa ti năng chít tăng rắc khê tha mê tha quy chít tăng quốc tăng su ca hóa hằng. Tâm khó thấy thế nhị, theo các dục quay cuồng, người chỉ phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Khi mà Đức Phật nghe thuyết câu Phật ngôn này thì cái vị tỳ khưu đó nghe và hoan hỷ, hiểu được lời của Đức Phật dạy, cho nên chứng đắc thân quả Tu Đà Quân. Và nhiều vị tỳ khưu khác cũng chứng đắc thân quả. Thì với duyên sự câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng công tử đi tu chỉ thích nhạc, thấy nhiều kinh luật phát bi quan, pháp môn bốn vạn chia đầy lối, học giới vài trăm đủ rẽ đàng. Chẳng ở tiếng đời chê bạc nhược, không về cửa đạo giảng gian nan, mới nhờ Phật dạy dùng tâm hộ vào được dòng xuôi đến Niết Bàn. Rồi, như vậy là chúng ta cũng nghe duyên sự nè, tức là hãy tuần tự học hết câu Phật ngôn này đến câu Phật ngôn kia, rồi từ từ thì cũng như thôi. Tại sao tiếp đầu ngữ nói thế này, tại sao tiếp đầu ngữ nói thế kia, thì lúc đó có hạn nữa ha. Với ý nghĩa câu Phật ngôn 36 nói lên chúng ta phải tuần tự, tức là đi từ cái này qua cái kia, chứ không thể một bước mà lên mây được. Và ý nghĩa câu Phật ngôn này là cái gì? Người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Chúng ta ở trong room này ha, quý vị cũng đã từng học về vi diệu pháp ha, quý vị cũng từng học về kinh ha, rồi quý vị cũng nghe về luật ha. Thì tam tạng pháp bảo gồm có kinh, luật và luận. Thì với vi diệu pháp
quý vị có nhiều vị coi như là theo học cảm thấy hoan hỷ, nhưng mà có những quý vị mà cảm thấy ví dụ pháp sao khó khăn quá. Nhất là nhiều khi quý vị đọc, nhất là về Pali ha, rồi quý vị đọc không trôi chảy. Khi quý vị vô học về ví dụ pháp, gặp những cái từ Pali đọc không chảy, là cảm thấy rằng mình bất mãn, mình cảm thấy mình dở, mình cảm thấy mình không hay, rồi tự mình thuộc lùi và cảm thấy không hoan hỷ với cái môn đó. Nhưng mà khi quý vị đọc Pali chạy rồi, rồi quý vị có duyên, tức là không phải là chúng ta muốn học cái gì là học được đâu, phải có duyên của quá khứ. Mà khi cái duyên quá khứ mà nó hỗ trợ thì quý vị tiếp thu rất là nhanh. Có những quý vị đến với đạo tràng của chúng ta rất là lâu, nhưng mà rồi cứ đứng dậm chân tại chỗ. Còn những quý vị mới đến với đạo tràng nhưng mà quý vị tiến triển rất là nhanh. Tại sao? Trong nhà Phật cũng có những cái trường hợp chúng ta không nên coi thường. Những người mới tu chúng ta không nên coi thường. Con rắn nhỏ chúng ta không nên coi thường. Đốm lửa nhỏ, vân vân. Thì người mới tu mình nghĩ là họ vô sao, ngồi sao chưa chắc. Cái phước, cái duyên của họ đến khi mà họ bước chân vào đạo, mới cạo một nhát tóc thôi người ta đã chứng đắc rồi. Quý vị thấy đó là một điều hy hữu. Còn nói rằng con rắn độc này, con này nhỏ xíu nhầm nhò gì, đừng có coi thường nó. Cái nọc độc của nó là cái đốm lửa này nhầm nhò gì, nó cháy cả một khu rừng. Cho nên trong cái sự tu tập của chúng ta, cái nhân phẩm của người mình phải tôn trọng. Mình không biết rằng trong thế gian này bậc thánh là những người mà chúng ta thấy nó rất là bình thường như chúng ta, nhưng mà chúng ta đụng chạm đến những cái vị đó, con đường đi lên của chúng ta bị triệt, khổ lắm. Cho nên quý vị thấy rằng những vị võ sư này, nói về người đời ấy, những ông võ sư á, không biết dạy người ta, nhưng mà bị con đồ lưu manh mà coi như nó hù á, ổng cũng coi chừng ổng chạy. Đâu phải là ổng đánh ông lại, mà ổng chấp cả 10 đứa, 20 đứa, nhưng mà tại sao ổng chạy? Bởi vì ổng không muốn đem lại sự đau khổ cho người khác, chứ không phải là ông sợ. Rồi những cái người học cao hiểu rộng, chúng ta thấy rằng họ giống như những người tửng tửng, khùng khùng, điên điên. Chửi họ, họ cũng tính bơ. Họ làm thì không nghe, không thấy, không nghi ngờ. Nhưng mà khi đụng chuyện thì chúng ta thấy họ rất là uyên bác, rất là giỏi. Bởi vì sao? Họ thể hiện khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ biết, chỉ có cái biết là sống thôi. Cho nên trong cuộc sống, cái vấn đề tâm hộ an lạc đến, mình phải biết đúng lúc đúng thời, chứ không phải là hồi nào mình cũng bô bô, hồi nào mình cũng la lối ôm sồn, mà phải biết phòng hộ tâm, điều phục tâm, thu thúc tâm, chít tăng rắc khê thá, hoặc là chít tăng quốc tăng. Đó là những điều quan trọng mà Đức Phật này nói rằng bỏ hết đi, đừng có nghĩ về học giới, đừng có nghĩ về 42 pháp môn của vị diệu pháp, mà hãy giữ cái tâm của ngươi thôi. Và cái vị thị khưu Anuppa này đã thành công, tức là bây giờ không có bị những cái kia nó vương vấn, suy nghĩ nhiều quá, mà chỉ có một cái vấn đề, đó là theo dõi cái tâm của mình. Rồi bây giờ
Ủa còn thời gian ít quá, làm sao mà quý vị thắc mắc nữa. Hôm nay con nói hơi nhiều nghe. Thời gian còn lại ít quá, quý vị nghĩ sao đây? Thôi ai có ý kiến gì thì nói lên một chút đi, chứ không nói là chúng tôi dành nói hết không được. Hôm nay thì đường truyền cũng được tốt, ngày hôm qua cũng cơn bão, mà quý vị biết rằng không phải ở Đồng Nai mà ở Sài Gòn, cây cối ngã la liệt, rồi đường xá thì cũng mưa gió cũng gian đoạn, cũng đứt dây, cũng hư hao tùm lum, hay nhất là đường Phạm Văn Đồng thì bão ngoài trời, nhưng mà không bão trong lòng là tốt rồi. Sức kể là sao, dù có bão ở bên ngoài nhưng mà đừng bão trong lòng. Tại sao là bão trong lòng? Bởi vì tâm được phòng hộ, đó là chuyện của người ta, đó là tám pháp thế gian, được lợi mất lợi vân vân, những cái hơn thua, những cái được mất ở bên ngoài, mình hãy nên quay lại chính mình đi, phòng hộ tâm. Tâm mình phòng hộ thì sự an lạc sẽ đến, tức là cái chuyện của mình thì mình lo, đừng có lo nghĩ cái chuyện thị phi bên ngoài. Đó là cái điều quan trọng trong cái câu Phật ngôn này. Nhưng mà chúng ta phải đi tuần tự từ thấp lên cao, giống như cái vị công tử, giống như cái vị tỳ khưu Anuruddha đó. Rồi qua câu Phật ngôn này rút ra một bài học, chúng ta hãy thu thúc cái tâm của mình, bởi vì tâm viên ý mã mà. Mình thu thúc cái tâm của mình thì sự an vui sẽ đến, cũng giống như câu Phật ngôn thầm mồ há quê rất khá tí thầm má cha gì, thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì sự an lạc sẽ đến. Thì thực hành theo lời dạy của Đức Phật tức là mình phải phòng hộ tâm, mình phải kiểm soát tâm, mình phải thu thúc tâm. Bởi vì thân khẩu vị thì cái ý nghiệp nó quan trọng. Cái ý nghiệp khởi lên cho nên cái miệng mới nói, cái thân mới làm. Vậy thì trước khi chúng ta suy nghĩ cái gì, phải biết đó là thiện hay là ác, phải biết đó là lợi mình hay là hại mình. Khi nào lợi mình hại lợi người thì khi đó chúng ta nên thực hành. Còn nếu mà đơn phương thì là đây là một bài học. Và quý vị nhớ cái tên vị tỳ khưu này ha, Anuruddha. Rồi bây giờ trước khi chấm dứt thì quý vị chát lên tên của vị tỳ khưu đó là gì. Anuruddha, viết làm sao cho đúng nè, viết đúng mới chấm dứt, còn viết sai là viết lại hoài nha. Anuruddha viết làm sao đây? Rồi trời ơi, viết cũng không ra chữ nữa nha. Rồi Anu không được, không được. Anu dùng Anu mà bút ba là viết vậy là cũng chết quất rồi. Rồi xí còn mai này đúng nè, Anuruddha nè. Anu xí Trần Phụng sai này, chữ bút đó là sai này, ha. Rồi Siết Hoàng Thanh đúng nè. Rồi Siết Quang Thanh sai nè. Chữ Anuruddha Siết Hồng Mai viết đúng nè. Rồi thôi đúng một người, những người khác nhìn vô, để rồi mình bắt chước cái vị này tuần tự pháp ha. Vị này tuần tự á thì mình cũng tuần tự trước khi làm, tức là mình ở kiểm soát cái tâm của mình ha. Cái tâm của mình muốn làm cái gì phải theo thứ tự, chứ không phải là một bước lên mây ha. Một bước mà coi như đứng núi này trong núi khác, không phải là tuần tự, mà tuần tức là từ từ rồi mới nó mới nhừ. Đó, cái câu này là Sư Nhật Quỳnh nè, chứ cũng Nhật Quỳnh hay nói cái câu này.
mà hay nói câu này, tức là đã thực hành về tuần tự pháp. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin quan lực vô biên chư toàn giác độ giác và thinh văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nạ sa cha quá chê nạ sa thủy vô khô tư sa phà đà. Do lời chân thật này, kinh nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang chư Phật. Nam mô Bụt Thà Giá. Xin mời sư Nhật Quỳnh, sư Hồng Nhật quan hỷ kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.